chào các bạn à, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản Vinhome à, video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái số cái tiến độ và một số cái phân khu đặc biệt là cái chỗ biểu tượng của dự án này chỗ sát với cái công viên cỏ xanh này à, cái cái phân khu cỏ xanh này với lại cái công viên siêu bắc này dài 2,6 km này với một số cái thông tin mới về thị trường à, ví dụ như là Vin cũng mới ra một cái chính sách bán hàng mới áp dụng cho Ocean Park 2 và một cái 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 bất động sản mới của Lovaland thì cũng có một cái thư của chủ tịch hội đồng quản trị chia sẻ với nhà đầu tư thì update cho nó mọi người cũng cảm nhận được cái không khí chung cái diễn biến thị trường bất động sản nói chung và bất động sản Vinhome nói riêng thì và cả cả thị trường chứng khoán nữa thì uh, mình thì thường xuyên là các cái buổi sáng thì mình ở Ocean Park 1 buổi chiều thì cùng anh em xuống dưới này uh, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây uh, đây là cái cái biểu tượng của dự án bên cạnh nên nữa thì cái cầu vượt Long Hưng thế còn cái uh, đây là cái biểu tượng dự án bên cạnh này là cái phân khu cọ xanh nhé rất là nhiều cái trường học bên này này Đây chúng ta nhìn đây này đây thế thì uh, có một cái câu chuyện là uh, cái vật liệu xây dựng ấy thì các bạn Uh, hiểu cái, cái cái tấm tấm bê tông này là khác nhá, đấy, làm hàng rào này, làm như trong trà là cũng khác. Đấy, bây giờ uh, xây cái, cái cái ngày trước ấy thì Vin còn làm cả cái này bằng bằng uh, cái cái gạch nhưng đến bây giờ thì cái cái, cái tiện ích cái uh, ấy thì Vin làm cái cái này, đây, tấm là bê tông rất là đẹp, uh, sơn chat vào mà tiến độ xây dựng nhanh thì chúng ta cũng sẽ rõ cái việc đấy. Uh, nếu mà chúng ta vào trong khu phân khu trà là ấy, thì cũng đã nhìn rõ như này đấy thế còn cái cỏ ở đây bạn thấy là cái cỏ mà cái mình xuống cứ hai hôm thì nó đã khác rồi những hôm hai hôm thì khác rồi trồng cái cái chỗ này bắt đầu vào dự án rất là đẹp này thì chúng ta nhìn đây cái biểu tượng của chúng ta đây đấy, đường này đường này đường 3,5 nhé thì uh, hiện tại bây giờ các cái, cái phân khô ấy, thì mình thấy rằng là cái uh, các cái bạn trà uh, là xong này bạn san hô thì chuẩn bị bàn giao rồi cũng có thư mời rồi đúng không có email rồi bạn đóng tiền xong là các bạn sẽ được nhận nhà thường nó rơi vào tầm 22 tháng 12 một số các bạn ở kinh đô ở cái dãy này này thì mình cũng đã có những bạn đã nhận được rồi nhà đầu tư khách hàng đã nhận được rồi phân khu sao biển cũng vậy sao biển thì ở góc này thôi đấy thế còn cái chính sách bán hàng mới ấy, thì là à, về mặt à, ân hạn lãi suất thì vẫn 0% trong vòng 18 tháng chặn trên là 25 tháng 12 năm 2023 và cũng vẫn đảm bảo lãi suất là 9,5% trong vòng 12 tháng tới tức là tức là như thế là được 3 vẫn 30 tháng này với lại nữa có cái điểm nốt là gì do diễn biến thị trường thì các căn thô thì vẫn bàn giao chuẩn nhưng các căn à, hoàn thiện tại ba phân khu này này à, cọ xanh này, hải âu À, đảo dừa này thì là có lùi lại hai tháng là tháng 8 2023 với những căn hoàn thiện thôi nhé con hoàn thiện thôi đấy, vì cái cung thị trường với lại cái diễn biến thị trường chung thì chủ đầu tư có lùi lại hai tháng thế nhưng mà đối với những cái hợp đồng ký mới này thôi đấy thế còn các hợp đồng cũ thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ vẫn được cái nhận nhận theo cái kia hoặc là các bạn sẽ có thông báo đấy, chính sách áp dụng với ngày bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 Đấy. Thì uh, chúng ta chú ý những cái điểm đấy. Còn về trong nội khu này thì ví dụ như cái trục đường của cái đại lộ Ngọc Trai, đại lộ San hô này này thì cái, cái 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 căn ở chỗ chỗ bên này này, bên này của kinh đối sáng thì đang đã chủ đầu tư đã dỡ rào ra rồi. Đấy, máy tôn ra và nhìn cái xây uh, nó uh, cái tiến độ rất là thần tốc. Uh, cái cái khu mà quảng trường uh, kinh đối sáng này rộng 3,3 ba ha này thì tượng nữ thần ánh sáng cũng xây được đến bậc trên rồi đấy thì uh, tiến độ thì nói chung là vào thì thấy công trường là uh, tiến độ thần tốc đấy, đấy và uh, với đây thì đấy các bạn ấy chắc là một thời gian nữa thì là cái chỗ này nó sẽ rất đẹp thôi cỏ trồng đây à uh, cái sự chăm sóc giống như trà là bây giờ vào thấy uh, các bạn sẽ thấy uh, nước tưới mình ở đấy thì uh, nước tưới rửa đường uh, suốt ngày đấy và cái cái chăm sóc cây xanh này cũng vậy với vin thì các cái chị lau công và lau kính các thứ ấy, nó rất là chuẩn chỉ thì chúng ta sẽ nhìn đây. Đây cái hình ảnh của công viên Siêu Park này. Rộng 2,6 km bắt đầu từ cái biểu tượng này. Kéo dài đến tận cái chỗ này này. Cái chỗ đảo Dừa này. Và ra đến đây là của bạn Trà uh, Là. Yeah. Thì chúng ta nắm qua bao quát cái uh, uh, cái cái phân khu. Uh, cái cái um, dọc cái này này. Dọc cái này thì cũng chưa trồng được. Nhưng mà trồng dừa các thứ xong rồi. các cái Mỗi một cái concept thiết kế của cái cái mà cái cái công viên siêu park này cũng đã đang lên hình rồi và các cái 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 trục này thì à, khả năng là mai mình sẽ quay một cái video mà cái đây là cái cầu vượt Long Hưng này. Thì cái 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 đường xẻ xuống đây là xong hết rồi nhưng mà chủ đầu tư chưa 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 đưa vào khai thác sử dụng. Thế và và đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng là à, cái đường này nếu theo trong những cái 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 lịch sử ấy thì mỗi một lần cái cái mà mở đường đem lại cái tiện ích hạ tầng giao thông ấy cũng là một cái điểm nhấn và à, cũng nếu như các cái thời điểm trước thì cũng đem lại cái giá tăng giá thì hiện tại là hạ tầng giao thông đã và đang làm xong hết rồi cái chỗ này này và cái đường này này mình còn đang thấy là đến đây này là là làm to ra rồi can to ra bên như bên này thế còn cái đường này cũng là một cái ẩn số bên này cũng là một ẩn số trước đây trồng rất là nhiều sen đúng không thế và đây này chúng ta sẽ nhìn thấy nếu mà chủ đầu tư sẽ làm thì mình uh, nghĩ rằng là sẽ làm đến đây này làm đến đây Đấy thì máy móc thiết bị đang xây đang 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 lu lèn các thứ ở đây rồi, giao thông đang làm đây rồi. Mai mình sẽ trước đây mình cũng đã quay cái lúc mà chưa hoàn thành ấy. Đấy thì bây giờ mai mình sẽ làm một cái video quay vòng từ cái cái dãy này. Đấy, đi trực diện cho các bạn biết đi vòng qua đây và sang đến đây. Đấy cái đường này thì đã và đang thi công rồi nhưng mà cái cái chặn bê tông này chưa đi lên. Mà nếu mà mình đưa vào uh, có cái sự khánh thành gì đấy thì mình nghĩ là cũng uh, cũng là điểm uh, đã, đã điều mà đem lại đến cho các bạn một cái cái hạ tầng kết nối giao thông <laughs> các bạn bây giờ các bạn vẫn phải đi về về ô bắc một bạn mới vòng lên đây bạn quay lại hải phòng được nhưng mấy hôm nữa nếu mà đấy thì bạn sẽ từ đây bạn đi về hải phòng hưng yên uh, quảng ninh sẽ thuận hơn đấy ok uh, về trong nội khu thì um, cái 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 cô cái... đây cái uh, siêu thị này thì cũng đang ép cọc đang triển khai thi công đấy, máy móc thiết bị rất là nhiều đấy thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn đây À cái thị trường chung thì cũng rất là vui, à động viên à sau 4 phiên khởi sắc liên tiếp, VN Index đã tăng hơn 8,6, 8,6 điểm, cộng 9%. Giá trị vốn hóa HOSE cũng theo đó lấy lại gần 344.000 tỷ. Tiền trong dân rất là còn nhiều, đúng không? 14,3 tỷ USD, đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng. Các bạn sẽ thấy không? Đấy, tiền vào thị trường cao nhất trong vòng 3 tháng chứng khoán này. À cũng nhìn nhận một cái điều là Ờ, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy tiền trong dân rất là còn nhiều Đấy, có các kênh đầu tư à, Nhưng mà chúng ta chú ý là trong bất động sản thì là à, đầu tư tầm nhìn dài hạn Còn cái này thì là chơi, đúng không? Chơi Đấy, à, có short sale, à, có các cái thứ Mà nếu mà cái thị trường vốn nữa À, vừa rồi có cái hiện tượng là cắt uh, margin thì các bạn dùng đòn bẩy trong này thì khi đến đạt cái tỷ lệ nó giảm dưới 30% chẳng hạn tùy từng công ty chứng khoán thì họ sẽ bán bán để đảm bảo cái cái giá trị của bạn cái cái tài sản đảm bảo của bạn đấy thì cái câu chuyện của chứng khoán cũng là một vấn đề đấy, nhưng mà mình thấy nó cũng có nhiều cái 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 câu chuyện của bình thông nhau đấy và một số cái khởi sắc nó cũng đem lại sự hoan hỉ cho nhiều nhà đầu tư các cái kênh. Cổ thì cũng đang xuống. À, bây giờ chúng ta sẽ nhìn đây nhé, cái cái hàng rào đây, hàng rào của của cỏ xanh đây và đây trong thiết kế đây sẽ là những trường học nhé, khu vực này, rất là nhiều trường học. Thì ở đây cái chỗ này cách đây hơn một ngày mình xuống mình chụp ấy thì nó như này. Bây giờ xanh hết rồi nhá, đẹp nhá, xanh cỏ rồi nhá, đẹp. Các cái công nhân chị lao công sẽ rất là đẹp. Tiện ích vì sao mình nghĩ thì cái chỗ này sẽ có một cái kính kính như các cái công viên, biết là có đi được vào nó này không? thì chắc là mình nghĩ là chủ đầu tư cũng sẽ không nhưng biểu tượng dự án chỗ này bây giờ nó rất là đẹp rồi Đấy, đứng trên cầu Long Hưng chụp xuống rất là đẹp về các cái tiện ích thì uh, uh, như cái lịch trình này đưa ra thì mình thấy rằng tháng 8 2023 uh, đón khai giảng thì chắc là bây giờ cũng còn hơn 9 tháng nữa với cái các cái tường thấp hoặc là cái nhà trường thấp hoặc là các cái kiến trúc tường trường ấy thì, chắc chắn mình nghĩ là cũng cũng sẽ đạt được thôi đấy Vin cũng đã làm Vin đưa ra những cái cái mốc này thì mình nghĩ cũng không 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 có gì là căng thẳng cả bệnh viện này thì thôi đúng rồi bệnh viện này thì vừa vào thì cần gì chắc là cái không thiên, thiên nhiên trong lành thì chắc gì ốm chẳng chả ai mong ốm đúng không công viên siêu park này chính thức hoàn thành này tháng 12 thì các bạn sẽ nhìn đây là cũng cũng chuẩn rồi nhá mình nhìn thấy cái uh, mình chưa quay được rõ nét lắm vừa rồi có một cái vòng công viên đấy nhưng mà Uh, hôm mới đi cũng tiếng ồn nhiều thì uh, lúc nào mình sẽ quay lại cái chỗ này công viên Sim Park này dọc cái dãy trục ở đứng bên này bên đường này quay uh, uh, từ đảo Dừa về quay lại cho các bạn cho nó chuẩn hơn cái quảng trường kinh doanh ánh sáng Thì dự kiến tháng 12 thì bây giờ cũng lên đến mình nghĩ là chắc là cũng sẽ đạt thôi hôm nay còn tháng nữa đúng không Megamall dự kiến là tháng 12 không 23 thì uh, 23 nhé Cái này 23 nhé cái trung tâm thương mại này đấy thì chúng ta về đây rồi chúng ta mua sắm trung tâm thương mại này cũng gắn như ở vin ocean park một ấy thế và uh, cũng có một cái câu chuyện nữa chúng ta cũng sẽ phải chia sẻ thì thực tiễn bây giờ là uh, nếu như cảm nhận chung thì thị trường bất động sản đang đi ngang và cũng, cũng là một cuộc uh, gọi là chúng ta phải thừa nhận đối diện thẳng là có cái sự uh, uh, thanh lọc uh, hoặc là uh, sàng lọc với giữa chủ đầu tư này, giữa nhà đầu tư và thậm chí cả sàng lọc với môi giới nữa chúng ta phải nhìn nhận thẳng vấn đề như vậy. Thế thì uh, với uh, Novaland cũng là nếu như trong xếp hạng các cái, trong mấy năm về trước ấy, thì uh, Vin là số 1 của Novaland rồi là Sun rồi, một số các cái đội top 10 ấy, thì Novaland cũng 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 là một trong những top top 3. Đấy thì uh, câu chuyện là chúng ta cũng sẽ thấy là có nhiều cái thông tin và mình cũng luôn sẽ phải uh, chia sẻ làm sao mà cũng cùng chung cái giới bất động sản và mình cũng phải update những kiến thức Uh, update những thông tin thì vừa hôm nay ngày uh, 29 tháng 11 năm 2022 hoặc là các quái bạn mình cũng cũng làm sale của những bên này. Thì uh, thông tin cũng được public thôi. Kính gửi quý khách hàng, lời đầu tiên hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ nhân viên Lovalen xin gửi đến quý khách hàng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin cảm ơn sự tin tưởng cũng như lời động viên chia sẻ ủng hộ quý khách hàng đối với Lovalen. Uh, vừa năm 2022 tình hình kinh tế thế giới ở Việt Nam có những biến động khôn lường, chiến tranh và lạm phát, hiệu quả của dịch Hậu quả của dịch bệnh cùng với chính sách thắt chặt tín dụng Đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới Lovaland không ngoại lệ Chúng tôi hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn Và đang cùng các cổ đông, đối tác nước ngoài Các đội ngũ chuyên gia hàng đầu Ernest Young, KPMG Đây là 4 big 4 four, cho big four các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính họ được kiểm toán như này Mà Lovaland cũng là một công ty niêm yết Đấy. Công ty luật uh, IKVN Làm làm việc ngày đêm để giúp Lovaland ra soát cân đối lại dòng tiền để tiếp tục xây dựng, tiếp tục hoàn thiện các dự án trọng điểm triển khai như Aqua City, Lovaland, Lovagon Phan Thiết, Lovagon Hồ Tràm và các dự án bất động sản trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lovaland bằng tất cả sự quyết tâm của mình sẽ đảm bảo mọi quyền lợi theo ký kết với khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng trong giai đoạn này, quý khách hàng có thể cảm thấy lo lắng và bất an khi tiếp cận những thông tin biến động của tập đoàn nói riêng và thị trường nói chung. Dù những thông tin này được đến từ đâu và theo cách thức nào thì với tất cả sự cầu thị, chúng tôi thành thật xin lỗi và đã để quý vị lo lắng. Novaland rất mong tiếp tục nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của quý khách hàng. Đây chính là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cho sự phát triển bền vững phía trước. Tập đoàn Novaland 35 một hành trình bền bỉ và và một sự nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên tập đoàn. Thương hiệu Novaland đã góp phần chỉnh trang đô thị, mang lại tổ ấm cho hàng triệu người cũng như mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những giá trị vốn có và kiên trì để vượt qua khó khăn, thử thách trước mắt cũng như trên chặng đường sắp tới. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng với sự nỗ lực hết sức mình, với sự chân thành, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của quý khách hàng, quý đối tác. Một lần nữa thay mặt hội đồng quản trị Toàn thể cán bộ công nhân viên Lovaland xin chân thành cảm ơn Và kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, thành công à, Cái này là Chủ tịch của địa ốc Lovaland Chứ không phải là uh, chủ tịch Lovaland Group à, Thì câu chuyện nó cũng sẽ như thế này à, Ở đây nó cũng, cái, cái thông tin thì Cũng là bao quát của cả thị trường Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy là một số các thông tin Chúng ta cũng sẽ thấy là các, các nhiều thông tin Nó nhữ loại Đấy Uh, uh, mình thì cũng được tiếp cận đến từ YouTube này, TikTok này, và thậm chí các cái bạn sale mà bán hàng của mình, bán của bạn của mình, thì uh, câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy là cái với bất động sản trên tầm nhìn dài hạn, nhưng bên cạnh đó thì cũng là cũng phải có câu chuyện là cũng chính bởi cái thời cuộc này, uh, chúng ta cũng cũng có rất nhiều cơ hội để lựa chọn, thế nhưng mà uh, cái bình diện chung mà nếu mà chúng ta tiếp cận nhiều các thông tin ấy thì chúng ta sẽ bị đau đầu, thật sự là đau đầu, lo lắng. À, mình cũng như là là cái câu chuyện của Ocean Park hai rất là nhiều người mà mua nhà cái không phải tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện cái tiêu chuẩn bàn giao thô chẳng hạn thì các bạn cũng không thuộc đấy hoặc là thật sự mình cũng cảm thấy các bạn bây giờ cũng cái 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 phạm vi gì nó cũng uh, hơi bị thái quá à, các cái group Zalo rồi các cái group mà mời nhau nhìn thấy một cái bình diện chung mà chúng ta đã cùng bắt tay với một cái 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 cái, cái phân khúc lựa chọn với bất động sản thì làm sao mà Chúng ta cũng có cái nhìn tầm nhìn dài hạn và trong cái cái hành xử trong cái ấy thì nó cũng trong chuẩn mực nữa đấy thì đâu đó thì khách mình nhắn lại Ui dồi, suốt ngày thấy SM vào uh, group đòi quyền lợi rồi khiếu kiện rồi thế này rồi là thật ra mình cũng cũng cảm nhận là nếu mình bên trong cũng có những cái trái chiều trái chiều lạm dụng đấy thì câu chuyện cũng là như thế này và mình thì mình cũng luôn luôn update những hình ảnh thực tiễn và chia sẻ làm sao nó thực tiễn thôi nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng phải nắm những việc đấy không thì khách hỏi rồi là các thứ tư vấn lại các bạn mà không chuẩn thì cũng cũng không không hay đúng không Thế thì mình thì mình thấy là Novaland cũng đem lên những cái sản phẩm bất động sản đặc cấp thật sự là à, trong các cái hình ảnh và cũng với lại những cái hình biển đây này cái đem lại cái 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 mà sự phát triển du lịch của các quốc gia à quên các cái tỉnh thành mà 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 Loverland phát triển dự án ấy, thì đây biển thì biển thật Đấy, chữ thì đấy nó rất là đẹp đấy, và hy vọng có cả một cái khu biển uh, bikini có khả năng ông nào phải đi du lịch <laughs> đấy và cũng đem du nhập những cái cái cái, cái, cái nét kiến trúc của các cái quốc gia à, họ cũng có thể nhìn nhận như là là các kỳ quan của thế giới đấy à, phát triển về du lịch nữa này cái này bất động sản du lịch nữa thì cũng với Novaland mình thấy điều tuyệt vời Và thậm chí thỉnh thoảng có những cái buổi về ô tô của của của, của cái, cả cái 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 đại gia Việt Nam ấy như là cường đô la bạn cường đô la hoặc là các cái thứ đấy thì mình cũng thấy là làm chuẩn chuẩn chỉ thế còn khó khăn thì khó khăn chung nhưng mà sau đó thì mình cũng cũng sẽ thấy rằng là chúng ta bắt tay giữa lựa chọn giữa các cái hình thức thì chúng ta bây giờ lựa chọn bất động sản thì cũng là một cách mà các bạn muốn tiệm cận thông tin làm sao cho nó chuẩn mà chúng ta đang có cơ hội à, những lúc này thì mình cũng nhìn thấy một cái bình thái thị trường làm sao cho nó phù hợp thôi à, nói cũng nhiều các bạn môi giới là cũng chuyển ngành chuyển nghề đúng không Thế mình vẫn còn ở đây chia sẻ chia bài à quên chia sẻ giữa một cái mùa World Cup này đúng không thì thì chúng ta cũng nhìn nhận với cái thông tin nó update cho nó phù hợp chứ không là cũng cũng lại thành đau đầu à, về qua cái thông qua cái, 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 cái hình ảnh với các cái video thông tin thì mình nghĩ là À, chúng ta cũng sẽ có một cái sự uh, nhìn nhận nó khách quan hơn ai đó mà nhìn nhận được cái à, ai đó mà uh, nhận được cái, cái thông báo uh, mua uh, bản giao này ấy, thì mình cũng khuyên là các bạn nộp 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 phí xong đó là thường thì là ba ngày thì kế toán bộ phận kế toán sẽ check và check lại với số hotline để các bạn chọn ngày chọn giờ nhận nhận cho nó nhận nhận nhà cho nó xuân sẻ một điều nữa thì uh, các công ty nên biết này Thậm chí là các bạn cũng đã giải ngân rồi đúng không? Có một đối ứng rồi tầm nhìn dài hạn. Thì nếu các bạn nhận nhà cho chuẩn và Vin chắc cũng sẽ làm chuẩn thôi. Mình cũng nhận rất nhiều khách hàng mình nhận ở, ở Trần là rồi. Thì chúng ta ký kết những cái thủ tục cho nó phù hợp để làm sao là cũng là họ, trong công ty niêm yết thì họ cũng ghi nhận những cái kết quả tài chính. Nó rất là phù hợp. Nó cũng là một cái, cái gì đó mà chúng ta thấy rằng là uh, hoặc là họ thành thành các nhiệm vụ thuế thêm với thuế thu nhập năm nay mà Uh, thuế thu nhập doanh nghiệp mà vin nộp nhiều nữa thì tiện ích của chúng ta cũng sẽ câu chuyện đất nước cũng sẽ có những nguồn thu nhập thuế rất là từ thuế rất là tốt để phát triển đấy và phát triển lại hạ tầng đường vành đai 3,5 năm uh, vành đai 4 đấy thì cái ngân sách nó sẽ tốt lên và chúng ta cũng sẽ là thấy các cái khu đô thị nó càng, càng càng tốt lên đấy là thì mình nghĩ là đấy, còn đương đó đâu đó các bạn một số các bạn mà nộp bằng vốn tự có thì các bạn cũng sẽ cân nhắc về cái cái phí thì mình thấy là có mỗi một thời điểm nó một khác nhau nhưng mà Vin cũng sẽ đem lại cho tất cả các cộng đồng uh, cư dân là được hưởng những cái quyền lợi uh, chung nhau chứ cũng không phải là chỗ này chỗ kia khác. thì theo mình nghĩ là vậy. mình cũng ở là, mình là cư dân của Vin thì mình cũng hiểu những điều đấy. Đó còn đâu đó thì cũng chúng ta cũng sẽ rất là rất rất nhiều cái điều quyền lợi chúng ta thích nhưng mà mình nghĩ rằng cái quyền lợi làm sao nó chung nó hài hòa giữa chủ đầu tư, uh, nhà đầu tư và các cái uh, cư dân, đấy, ở hay không ở. À, các bạn đóng vai trò là mua để ở hay các bạn đóng vai trò là nhà đầu tư thì cái đấy thì mình nghĩ là uh, cũng dung hòa thôi và Vin cũng cũng làm cũng mình mình đánh giá là và trong so sánh các cái cũ ấy, thì mình thấy là cũng Vin cũng đã làm công bằng mọi thứ thế và uh, chúng ta update thông tin và chúng ta nếu như có cái hội nhóm hoặc cái gì đấy thì chúng ta cũng vẫn mang một tâm thái nó uh, chuẩn và cái xác thực này này Tức là hiện hiện trạng công trường này chứ cũng không là ở một tình trạng võ đoán bằng hình ảnh đấy. Thế nên qua video mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy, update thường xuyên cập nhật thường xuyên cho các bạn. À, đâu đó một số cũng bạn cũng gọi cho mình về cái tình trạng thanh khoản. Thì mình chia sẻ là như này này. À, lúc này bán lúc ấy thì mình cũng cần những thông tin nhất định. Đấy, còn các bạn test là có hiểu thị trường hay không, Thì có giá biết giá không thì uh, câu chuyện bán các bạn cũng phải rất rất hiểu thị trường và hiểu cả sale nữa, tình trạng của sale nữa thì chẳng có sàn nữa. Chứ nếu mà bạn như kiểu bạn gọi điện, bạn test, bạn thử hoặc là bạn bảo rằng là bán ngay ấy, thì mình nghĩ là nếu bạn không hiểu thị trường thì bạn cũng cũng thanh khoản cũng rất là mệt. Đấy thậm chí là uh, chúng mình cũng biết uh, biết là có những cái câu chuyện đấy nhưng mà uh, về phía bán thì cũng vậy thôi. Mình có những khách hàng ở tỉnh xa họ gửi vào cái 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 câu chuyện là thường xuyên bám sát thị trường nó sẽ khác. Đấy, thế còn nếu mà và hiểu thị trường của cái thế giới 4.0 với các tin tức đấy thì nó lại khác đấy mà các bạn mà uh, tin tức tin nhau thì nó khác mà nếu không thì các bạn sẽ thành hàng chợ đấy, cái căn của bạn sẽ thành hàng chợ mà có khi hàng chợ thì nó rất phức tạp uh, group các thứ năng nhạc đấy thì uh, lúc này thì câu chuyện là chúng ta ngày xưa chúng ta đã mua và chúng ta tin vin chúng ta mua và đến bây giờ chúng ta lựa chọn những thời điểm thanh khoản và lựa chọn sale để bắt tay đấy cũng mình cũng rất muốn là một cái từ là gọi là trước đoàn kết chân thành và tử tế Đấy, và bốn kệ sáu cái chữ của Cụ đô diverse là gì? Um, cộng đồng cư dân tinh hoa nhân hòa gắn kết. Đấy thì còn đâu. Cái này cũng có những thời điểm sắp Tết rồi và cũng có các khi bạn thoát hàng thì một người khác lại là cơ hội và mình cũng đang gặp một số cái khách thì cái này nó còn cả một quá trình, nó không phải là uh, bạn đưa ra thông tin đưa ra cái đấy. Uh, chúng ta bán một cái giá trị này, bạn mua bạn cũng đã tiệm cận với mấy sale đúng không? Bạn bán này, bạn hiểu thị trường, bạn gửi ai. Đấy thì cũng là một câu chuyện. Đấy thì mình có cái gì update thường xuyên thì mình cũng sẽ là chia sẻ video video cũng có những người được chat trực tiếp cũng có người mà inbox anh em trao đổi thường xuyên nhưng cũng có những cái mình sẽ làm video để mọi người đã qua cơ duyên biết kênh youtube thì các bạn cũng đã có lúc rảnh vào lúc mà các bạn xem update lại cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.